thiên đăng bảo tháp, ngọn đèn trời soi sáng thế gian, soi sáng lòng người, được xây dựng tại khu du lịch văn hóa suối tiên và chính thức khánh thành năm 2000. Tháp thiên đăng cao 18 mét với nhiều họa tiết điêu khắc cổ được thép đồng rực rỡ, luôn xoay chuyển tỏa sáng khắp 10 phương 8 hướng.